Hiện nay thì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã sang đến ngày thứ 8. Tình hình chiến sự vẫn diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận. Song song với việc đẩy mạnh sức ép quân sự thì Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố mở các hành lang nhân đạo để tránh thương vong cho người dân. Sau đây, phóng viên Nhật Linh thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ trao đổi thêm với chúng ta về vấn đề này. Xin được chào chị Nhật Linh ạ. Chị có thể cho biết về những thông tin mới nhất về các cuộc giao tranh và khả năng đàm phán được nối lại trong ngày hôm nay như thế nào ạ? Một tuần sau khi triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, thì Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên đã công bố con số thương vong. Theo đó, thì số quân nhân Nga thiệt mạng trong chiến dịch này tính đến nay là gần 500 người và gần 1.600 người bị thương. Con số này thì thấp hơn nhiều so với con số 7.000 binh lính Nga thiệt mạng mà phía Ukraine đã công bố. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine trước đó thì cho biết là có hơn 2.000 dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Nga trong vòng một tuần qua. Nhưng ngay sau đó thì chính cơ quan này cũng bác bỏ vì không có con số thống kê chính xác. Theo cao ủy về người tị nạn của Liên Hợp Quốc, tính đến thời điểm này có hơn 1 triệu người đã rời khỏi Ukraine. Giao tranh tại đây đã bước sang đến ngày thứ 8. Theo chính quyền địa phương, thì lực lượng Nga đã kiểm soát được thành phố Kherson ở miền nam Ukraine gần với bán đảo Crimea và vẫn đang bao vây một số thành phố, trong đó có thủ đô Kiev và Kharkov. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, thì hiện đã có 3 hành lang nhân đạo được mở ra ở Kiev, ở Kharkov, ở Mariupol để mà tránh thương vong cho dân thường. Ngừng bắn và hành lang nhân đạo đang được cho là những vấn đề cấp thiết sẽ được bàn thảo luận tại vòng đàm phán thứ 2 giữa Nga và Ukraine theo kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay ở Belarus. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Nhật Linh với những thông tin vừa rồi. Cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng này, hôm nay đã có nhiều người Việt Nam từ Ukraine chạy sang được các nước xung quanh để lánh nạn. Để hỗ trợ bà con, các cơ quan đại diện Việt Nam đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ sơ tán. Và đến giờ này, tất cả bà con người Việt tại Ukraine hay những người vừa chạy sang các nước láng giềng đều an toàn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.